Rồi, xin ái mến chào các bạn nha. Hôm nay bên xưởng tiện Hoàng Sang, hôm nay là mùng 4 Tết nha các bạn. Thì hôm nay bên xưởng tiện của bạn Hoàng Sang là một cái lễ nhỏ nhỏ đang chuẩn bị khai trương các bạn ơi. Đây. Thì trước mắt mình là bạn Hoàng Sang nha, chuẩn bị khai trương ngày mùng 4 Tết. Thì ổng gài cũng từ khoảng 10 ngày nay là bên mình cũng không có đăng bán nha các bạn. Tại anh em cũng lo vui Tết, vui xuân cùng gia đình. Thì các xưởng tiện hôm nay cũng một số xưởng tiện đồng loạt khai trương nha các bạn. Hôm nay thì xưởng tiện Hoàng Sang khai trương nhân ngày mùng 4 Tết. Đây, thì Hoàng Sang cũng có tổ chức một cái tiệc nhỏ nhỏ đang khai trương nha bạn ơi. Đây. Chút xíu nữa bạn Hoàng Sang cũng sẽ bán một cái đầu máy là khai trương nhân ngày đầu năm 2023 nha bạn. Đó là cái máy Yanmar 3T63. Đây, thì chút xíu nữa mình cũng sẽ quay một cái chi tiết máy nhân ngày bạn Hoàng Sang khai trương nhân ngày mùng 4 Tết. Đây, Hoàng Sang cũng làm đơn giản nha bạn, mấy lon bia, mấy chai bắp với một con gà, với trái cây, sổ bông. Thì hy vọng là các xưởng tiện hôm nay sẽ buôn may bán đắt nha bạn. Anh em hôm nay sẽ đồng hành cùng kênh mình nha. Anh em cũng sẽ các xưởng tiện đều buôn may bán đắt, đem đến những sản phẩm chất lượng đến tay anh em nha, đến tay người tiêu dùng. Thì cũng cảm ơn anh em đã tin tưởng kênh mình trong thời gian qua nha. Có rất nhiều mặt hàng đã đến tay anh em, anh em cũng đã tin tưởng và ủng hộ bên mình trong suốt thời gian khoảng 4 năm vừa qua. Đấy, chút xíu nữa Hoàng Sang cũng sẽ đăng bán một cái máy nha bạn. Thì là cái đầu máy Yanmar 3T63 13 ngựa các bạn. Yanmar 3T63 13 ngựa. Tua chậm là 2006, mắt tua là 2008 nha anh em. Con máy Yanmar 3T63. Đấy, máy này còn rất là ken các bạn. Đây, chỗ bôi thì rất là trắng luôn nha. Trắng bông luôn. Máy này chút xíu nữa mình cũng sẽ test cho bạn xem nha. Con Yanmar 3T63 bên xưởng tiện Hoàng Sang. Đây. Còn nói chung là còn dây go đầy đủ các bạn. Cái hệ thống đều máy đều còn nguyên công lê luôn nha. Thì mình gắn dùng cái giá đỡ đang cho dễ đi đề để cho nó dễ. Đây, chỗ cái bộ lửa anh em thấy à, ốc cũng còn rất là ok luôn, còn dàn cháy luôn. Còn Yanmar 3T63 tu 2008. Ngày 13 ngựa nha các bạn. Đây, chút xíu nữa anh em cũng sẽ test đầy nổi cho các bạn xem. Vậy con máy này nha. Này, bên xưởng tiện Hoàng Sang hôm nay khai trương ngày mùng 4 Tết. Thì vừa cũng khai trương xong thì có một anh bạn ảnh cũng đến ủng hộ bên xưởng tiện Hoàng Sang nha các bạn. Cái máy của ảnh hôm nay cũng bị một số trục trặc, một số vấn đề nha. Thì ảnh đến xưởng tiện Hoàng Sang ảnh khắc phục và sửa chữa. Đây cái máy của ảnh này các bạn, máy Kubota 66. Đây, anh đang chạy cái vỏ là cái vỏ bên tay phải mình nha, cái màu xanh nè. Thì ảnh đến ảnh cũng khắc phục sửa chữa. Thì sau khi anh em sửa chữa xong thì chút xíu nữa anh cũng sẽ chạy về các bạn. Đây. Hôm nay cũng nhân ngày đầu năm khai trương thì anh khách cũng đến anh sửa chữa và anh thay nhớt các bạn. Thay nhớt với anh khắc phục một số vấn đề của máy nha. Vỏ của anh chạy thì cái vỏ quốc tính. Con này thì con Kubota 66. Đây, vừa khai trương xong thì có khách ủng hộ nha các bạn. Rất là tốt luôn nha. Rồi, video mình cũng xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn và anh em trong những video clip tiếp theo nha. Rồi, xin ái mến chào tất cả các bạn.